Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Ba giờ sáng ngày hôm qua, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở huyện Đan Ba, Châu tự trị dân tộc tại Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Rất nhiều cư dân mạng đã đăng tải đoạn video về trận lũ kinh hoàng này. Nước lũ lao tới rất nhanh đã cuốn trôi nhiều ngôi làng trên đường mà lũ đi qua. Một số ngôi làng đã biến mất trong nháy mắt. Theo tin tức từ các phương tiện truyền thông Bắc Kinh, khoảng 3 giờ sáng ngày hôm qua, tại Mai Long Câu, thị trấn Bàn Phiến Môn, huyện Đan Ba, Châu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, do đất đá đổ từ trên núi xuống chặn đứng dòng sông Tiêu Kim Xuyên nên đã hình thành một đập nước. Từ thông tin của Ban tuyên giáo của Đảng ủy quận Đan Ba cho biết các đập bị vỡ và tràn xuống hạ lưu, nước lũ dữ dội nhấn chìm và phá hủy những ngôi nhà trong thôn và trạm phát điện. Hiện tại, hơn 20.000 người đã được sơ tán và di chuyển đến khu vực an toàn. Dương Hoa, một người dân ở Mai Long Cầu nói rằng trận lở đất xảy ra vào lúc rạng sáng khi anh đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hô hào của người dân trong làng rằng đã xảy ra một vụ lở đất. Người dân trong làng hò hét kêu gọi nhắc nhở nhau nhanh chóng di tản. Đoạn video tại hiện trường cho thấy vụ lở đất xảy ra ở một ngọn núi cây cối mọc um tùm và hầu hết các ngôi nhà ở vùng núi hẻo lánh đã bị nước bùn và đá tàn phá. Ngoài Mai Long Cầu ra, các ngôi làng ở vùng hạ lưu của sông Tiêu Kim Xuyên cũng chịu thiệt hại bởi vỡ đập. Các nhân viên công tác của Ban tuyên giáo huyện Đan Ba nói rằng đập chắn nước khiến các con đường trong khu vực làng Thủy Loan bị gián đoạn và một vụ lở đất đã xảy ra tại làng An Nương Trại của làng Thủy Lan. Đến 12 giờ ngày 9, đập tại Mai Long Cầu với cơ bản đã ổn định nhưng nước lại bắt đầu tràn ra. Nước sông đánh vào vùng hạ lưu, con sông gần làng An Nương Cầu đã cuốn trôi những ngôi nhà và phá hủy con đường của làng. Ngoài ra, các cơ sở như nhà cửa, giao thông, điện lực cung cấp phương tiện thông tin liên lạc trong khu vực đều bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Tổng chiều dài đường bị xói mòn vào khoảng 1,7 km. Nhà máy điện Mai Long Cầu bị phá hủy, còn nhà máy điện Nương Câu đang đứng trước nguy cơ. Đoạn video được rất nhiều cư dân mạng đăng tải khiến người xem phải thất kinh. Nước lũ khổng lồ từ thượng lưu lao nhanh xuống đến mức một số ngôi làng lớn biến mất trong nháy mắt. Mà từ đỉnh núi đất đá đột nhiên đổ xuống nuốt chửng và chôn vùi nhiều ngôi làng. Cho tới nay giờ vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết khi vẫn còn ngủ. Dưới đây là một số video được đăng tải bởi cư dân mạng sau khi thảm họa qua đi. Vào lúc 3 giờ 40 phút sáng ngày hôm qua, vỡ đập ở tỉnh Tứ Xuyên, lũ lớn đã đến mức hai ngôi làng biến mất ngay tức khắc. Hơn 20.000 người khác đã được rời đi, tuy nhiên có hai người bị mất liên lạc. Ở các tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Một trận lở đất đá đã xảy ra ở huyện Đan Ba, tỉnh Tứ Xuyên, khiến ngôi làng trong vùng sâu bị chôn vùi. Hiện tại vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người dân đã chết. Theo thống kê, vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua, lũ lụt và lở đất đá đã xảy ra ở 10 nơi của khu vực huyện Đan Ba, phá hủy khoảng 22 km đường xá và 30 km sông ngòi. Hầu hết các loại hoa màu và cây trồng của dân làng đã hoàn toàn bị tàn phá. Đập nước ở Đan Ba, Tứ Xuyên vỡ khiến cho nước lao xuống phá hủy các ngôi làng trên đường nơi lũ quét qua. Nhiều ngôi làng gần như bị san phẳng. Trong số đó, ở An Nương Câu, Châu tự trị dân tộc tại Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, chỉ còn lại 15 ngôi nhà trong toàn bộ ngôi làng sau khi lũ qua đi. Tuy nhiên, đối với một thảm họa nghiêm trọng như vậy, tất cả các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt. Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường nói rằng nhiều người bị mắc kẹt trong nhà của các ngôi làng bị ngập lụt. 14 người trong số họ đã được giải cứu thành công, còn hai người khác thì bị mất liên lạc. Đáp lại, một số cư dân mạng đã đăng tải một đoạn video tiết lộ vào ngày 18 rằng thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ngập lụt. Các phương tiện truyền thông của chính quyền địa phương đã huy động gần như toàn bộ lực lượng và hàng trăm phóng viên đi theo để chụp những bức ảnh, cái gọi là truyền năng lượng tích cực. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của người dân ở các khu vực thiên tai thì lại bị bỏ qua. Chuyên gia, Hải quân Trung Quốc lớn nhất thế giới nhưng không ai sợ. Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với khoảng 350 tàu chiến và tàu ngầm, nhưng tại sao không ai sợ nó? Trên thực tế, PLA thường bị hải quân các nước nhỏ như Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam và Ấn Độ xua đuổi. Chuyên gia quan hệ quốc tế Askay Narang phân tích trên trang tin tức TFI Global rằng Hải quân Trung Quốc chỉ chú ý đến sự phô trương và biểu diễn. Về mặt thống kê, Hải quân Trung Quốc tuyên bố có số lượng lớn nhất có thể thỏa mãn lòng tự tôn của phe cứng rắn trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, Hải quân Trung Quốc chỉ hùng mạnh trên giấy và không hoạt động hiệu quả dưới nước.
một tàu chiến của Trung Quốc không có bất kỳ tính đối kháng nào. Tất cả những gì nó phải làm là xâm nhập vào vùng nước của đối thủ và bị đuổi đi mà không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Ví dụ, Trung Quốc đang đóng một tàu sân bay thứ 3 mang tên 003, dự kiến sẽ được hạ thủy trong năm nay. Nó được coi là con tàu lớn nhất trong hạm đội hải quân Trung Quốc, nhưng vấn đề là Trung Quốc không có bất kỳ máy bay chiến đấu nào để trang bị cho tàu sân bay 003 khổng lồ của mình. Do đó, trên thực tế, hải quân Trung Quốc sẽ vận hành một khẩu súng mà không có đạn dược. Ông Narang cũng nói rằng, đừng ngạc nhiên khi bạn đọc thông tin Việt Nam xua đuổi các tàu có cờ Trung Quốc hoặc Việt Nam đã tạo ra một đội dân quân tàu đánh cá khổng lồ có thể áp đảo các tàu Trung Quốc. Tương tự, Nhật Bản thường xuyên xua đuổi các tàu Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản gần quần đảo Senkaku. Mới đây, Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thông báo Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn 2022 Lashkar Pratik 2022. Mục đích của cuộc tập trận này là để kiểm tra xem các lực lượng sẽ tác chiến như thế nào ở những nơi xa xôi, trong trường hợp có thể xảy ra xung đột với Trung Quốc hoặc Nga. Đây được biết đến là cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong 40 năm qua, kéo dài trên 17 múi giờ và có sự tham gia của khoảng 25.000 hải quân và lính thủy đánh bộ đến từ Hoa Kỳ, Châu Phi, Châu Âu và Thái Bình Dương. Đội hình hùng hậu bao gồm tàu sân bay, tàu ngầm, máy bay chiến đấu và tàu không người lái. Cuộc tập trận bao gồm các hoạt động thực địa, hỗ trợ hậu cần, đổ bộ, hoạt động đường không, hoạt động trên không và trên biển và các hoạt động của lực lượng đặc biệt. Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cuộc tập trận quy mô lớn năm 2022 chứng tỏ khả năng của Hải quân Hoa Kỳ trong việc huy động lực lượng lớn mạnh, chính xác và có lực sát thương trên phạm vi toàn cầu. Trước đó, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth của Anh đã đi vào Biển Đông và tiến đến Nhật Bản. Vừa qua, Đức đã cử một tàu khu trục nhỏ đến Biển Đông và tới thăm nhiều nước trong chuyến đi hàng hải kéo dài 7 tháng, dự kiến sẽ đi qua vùng biển Việt Trung vào giữa tháng 12. Cũng trong cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo sẽ cử một lực lượng đặc nhiệm gồm 4 tàu chiến tới Biển Đông, thời gian thực hiện nhiệm vụ là 2 tháng. Chuyên gia Narang cho rằng, Hải quân Trung Quốc căn bản là không thể chống lại các đối thủ của họ. Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo các cường quốc khác không nên tiến vào Biển Đông, nhưng khi nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh tiến vào Biển Đông, khi Hoa Kỳ đang tiến hành cuộc tập trận quân sự quốc tế quy mô lớn ở Biển Đông, thì Hải quân Trung Quốc lại không có động thái gì, mặc dù các kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đăng tải một bài báo hiếu chiến về cuộc diễn tập quân sự này, nhưng nó đã vạch trần sự yếu nhược và kém năng lực của PLA. Hiện tại, Bắc Kinh đã yêu cầu Berlin làm rõ ý định khi cho tàu chiến đến Biển Đông. Ông Narang cho biết trong bài phân tích rằng, nếu Trung Quốc thực sự có một lực lượng hải quân hung mãnh, họ sẽ không yêu cầu đối thủ làm rõ ý định và đối thủ của Bắc Kinh sẽ không dám tiến vào Biển Đông. Ngược lại, sự kém cỏi của hải quân Trung Quốc thì ai cũng biết và các đối thủ của Bắc Kinh cũng chẳng sợ hãi gì mà phô bày thực lực trước Trung Quốc. Bài phân tích kết luận rằng, vì vậy Hải quân Trung Quốc đang trở thành trò cười lớn nhất trên thế giới vì sự quá khổ của nó thay vì là một lực lượng quân sự đáng sợ. Mỹ, Nhật quan ngại về Biển Đông, vũ khí hạt nhân Trung Quốc. Tại hội nghị trực tuyến các bộ trưởng ngoại giao diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 28, các ngoại trưởng Mỹ và Nhật Bản lần lượt bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông, nơi Trung Quốc đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền phi pháp. Bên cạnh đó, tham vọng hạt nhân của chính quyền Bắc Kinh cũng trở thành chủ đề nóng trong cuộc thảo luận giữa ASEAN và các đối tác, theo Kyodo News đưa tin. Diễn đàn khu vực ASEAN gồm 27 thành viên và là một trong những cơ chế đối thoại quốc tế có sự tham gia của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Theo website Bộ Ngoại giao Mỹ, tại hội nghị Ngoại trưởng Mỹ Blinken kêu gọi Bắc Kinh ngừng các hành vi khiêu khích tại Biển Đông và tuân thủ cam kết của mình theo Công ước Quốc tế về Luật Biển. Quan điểm này được Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi lên tiếng ủng hộ. Nhà ngoại giao nhấn mạnh những hành vi đơn phương sử dụng vũ lực làm thay đổi hiện trạng, không những tiếp diễn mà còn được đẩy mạnh tại Hoa Đông lẫn Biển Đông. Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Nhật Bản cực lực phản đối các hành vi trên. Theo ông Motegi, Ngoại trưởng Motegi khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hành xử dựa trên luật lệ, minh bạch. Đáp trả, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng sự can thiệp của các quốc gia ngoài khu vực là mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Ông Vương Nghị cũng cho rằng các nước trong vùng nên phản đối các chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ và đồng minh tại các vùng biển của khu vực, bao gồm Biển Đông, theo Tân Hoa Xã. Bên cạnh Biển Đông, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc còn thể hiện qua vấn đề vũ khí hạt nhân. Tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc tăng mạnh kho vũ khí hạt nhân. Theo đó, nêu bật thực tế Bắc Kinh đang từ bỏ chiến lược hạt nhân được áp dụng trong nhiều thập niên, theo thông cáo Bộ Ngoại giao Mỹ.
cả Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đều tỏ ra lo ngại sau khi báo cáo của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ vào tháng 6 kết luận Trung Quốc đã xây hơn 100 hầm chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM ở vùng Tân Cương. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!